Thưa quý vị, những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Quảng Nam. Nhằm phân tích những thuận lợi khó khăn, đồng thời đưa ra các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số dành cho thanh niên khởi nghiệp. Chiều nay, tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức talk show với chủ đề Thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội sáng tạo trẻ năm 2022. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 58 hợp tác xã, 76 tổ hợp tác, 289 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và 45 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được duy trì hiệu quả, trong đó có 45 sản phẩm OCOP của thanh niên. Có thể thấy phong trào khởi nghiệp đang diễn ra khá sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Bước đầu cũng đã có những mô hình ứng dụng chuyển đổi số, tuy nhiên chưa nhiều. Nhằm hỗ trợ thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ đang có những giải pháp để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, áp dụng các công nghệ số, góp phần xây dựng nền kinh tế số. Và hiện nay thì Sở cũng có nhiều cái giải pháp, ví dụ như là phát triển cái sàn giao dịch công nghệ để qua đó có thể kết nối được các cung cầu công nghệ cho các tổ chức công dân, đặc biệt là các bạn trẻ có thể vào đó để thấy được rằng cái công nghệ gì mình đang cần và mình cần bán công nghệ gì, thì các bạn có thể trao đổi qua cái hệ thống đó. Từ hành trình khởi nghiệp của chính bản thân, ông Lê Hùng Anh, vị cá mập người Quảng trong chương trình Shark Tank Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Bing Corporation Group cho rằng, chuyển đổi số khi được áp dụng vào các mô hình kinh tế, thanh niên sẽ mang lại rất nhiều tiện ích trong việc vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Chuyển đổi số đó, nó cực kỳ quan trọng cho doanh nghiệp, tại vì lúc đó chúng ta biết được chúng ta kinh doanh nó có thực sự hiệu quả hay không, nguồn nhân lực chúng ta xài sử dụng nó có hữu ích hay không, có hiệu quả hay không, hay là chúng ta đang lãng phí hoặc là sử dụng chưa hiệu quả. Quảng Nam ta có hơn 45 sản phẩm về OCOP đã được giải trong toàn tỉnh, thì tôi tin rằng 45 sản phẩm này nếu như chúng ta có được cái cách quản lý tốt, chúng ta có thể bán ra ngoài thị trường ở tỉnh này, bán ở thị trường trong nước, xong rồi chúng ta tìm cách bán ra thị trường nước ngoài, thì tôi đảm bảo rằng cái hiệu quả nó sẽ còn cao hơn nhiều. Là người đứng đầu tập đoàn có thế mạnh về công nghệ, ông Lê Hùng Anh khẳng định nếu không thay đổi và nắm bắt kịp thời xu hướng công nghệ, doanh nghiệp dù ở quy mô nào sẽ khó tồn tại và phát triển vững bền. Quá trình chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp thành công nếu tìm được hướng đi đúng và nền tảng công nghệ phù hợp.